không có giấy đi đường, đối tượng vung dao chém chộp kéo đâm hai công an xã. Nghệ An không chịu đi cách ly tập trung, còn thoát y chống đối người thi hành công vụ. Cảnh báo về tin giả lừa đảo chiếm đoạt thông tin cá nhân. Nhóm thanh niên bị phát hiện trốn trong phòng ngủ của chủ quán karaoke. Phú Yên phạt 82,5 triệu đồng với 11 người đi chui từ vùng dịch trở về. Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang đến với những tin tức nóng nhất về tình hình an ninh trật tự. Các vụ án vấn đề pháp luật trật tự xã hội, công an đang được dư luận quan tâm. Bản tin của chúng tôi sẽ được cập nhật liên tục 24 giờ, mong quý vị hãy dành thời gian theo dõi. Hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thạch Thất Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú xã Phú Kim, huyện Thạch Thất để hoàn thiện hồ sơ xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. Nguyễn Văn Hòa không có giấy đi đường, đã không chấp hành yêu cầu của tổ công tác làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, có lời lẽ xúc phạm cán bộ chiến sĩ và đã lao vào đấm, dùng dao chém, chộp kéo đâm hai cán bộ công an xã Phú Kim, huyện Thạch Thất. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 27 tháng 8, Nguyễn Văn Hòa điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 23H2 3932 chở một nam thanh niên cùng chú tại xã Phú Kim, huyện Thạch Thất từ đầu đường Cần Thơ tại thôn Lại Khánh, xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất để về nhà. Khi đi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh cầu Đồng Mô thuộc thôn Bách Kim, hai người này bị tổ công tác yêu cầu dừng lại để kiểm tra, xuất trình giấy đi đường, giấy tờ tùy thân nhưng đều không có. Tổ công tác đã yêu cầu hai nam thanh niên này quay lại, nhưng đối tượng Hòa đã phản ứng, có lời lẽ lăng mạ cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Tổ công tác mời Hòa về trụ sở Ủy ban Nhân dân xã làm việc, nhưng Hòa không chấp hành, buộc lực lượng trực chốt phải cưỡng chế, đưa về. Tại Ủy ban Nhân dân xã, Hòa tiếp tục không hợp tác, có lời lẽ xúc phạm cán bộ, chiến sĩ. Đỉnh điểm, đối tượng đã lao vào đấm, dùng dao đâm vào vùng bụng thượng úy Đặng Trung Hiếu, phó trưởng công an xã, và chộp chiếc kéo trên bàn làm việc đâm vào tay trung úy Nguyễn Thế Trung, cán bộ công an xã. Rất may vết dao đâm thượng úy Hiếu trúng phần thắt lưng, còn trung úy Trung chỉ bị thương ở cổ tay. Các cán bộ công an bị đâm cùng đồng đội đã lao vào khống chế Hòa. Khi đó Hòa đang nằm ra nền nhà kêu đau và vu khống cho lực lượng công an xã Phu Kim đánh người. Lực lượng công an xã Phú Kim đã mời người chứng kiến đến lập biên bản, bắt người phạm tội quả tang. Đối với Hòa, đồng thời bàn giao cho đội điều tra tổng hợp cùng cố hồ sơ xử lý đối với hành vi chống người thi hành công vụ. Một người phụ nữ ở Nghệ An đã bị khởi tố để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ do người này không chịu đi cách ly tập trung và còn chống đối lực lượng chức năng. Theo đó, bà HTH 48 tuổi, ngụ xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu hiện đang đi cách ly tập trung tại trường mầm non xã Diễn Kỷ để phòng chống dịch Covid-19. Do bà Hát là F1 có tiếp xúc với một người bị nhiễm nCoV đã được công bố, theo quy định của tỉnh Nghệ An, trường hợp F1 đều phải cách ly tập trung, không được cách ly tại nhà. Lực lượng công an đã đến nhà bà Hát để vận động bà này đi cách ly. Tuy nhiên, hơn 2 tiếng đồng hồ giải thích thuyết phục, bà Hát vẫn không chấp hành, còn khóa cửa cố thủ trong nhà và có hành động khiếm nhã, thoát y, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ. Công an xã Diễn Kỳ sau đó đã buộc phải phối hợp với các thành viên trong ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của xã cưỡng chế bà Hát để đưa đi cách ly tập trung tại trường mầm non xã Diễn Kỳ. Đến nay huyện Diễn Châu đã có 101 ca nhiễm COVID-19, huyện này đã phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 20 tháng 8. Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam thuộc cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử phát hiện trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin giả về lừa đảo chiếm đoạt thông tin cá nhân trên mạng. Hiện tại trên mạng đang lan truyền thông tin Vừa rồi đồng nghiệp của tôi nhận được một cuộc gọi rằng anh ấy đã tiêm phòng hay chưa. Nếu anh ta tiêm phòng nhấn phím 1, nếu anh ta chưa tiêm phòng nhấn phím 2. Kết quả là anh ta nhấn phím 1, điện thoại bị chặn và thông tin ngân hàng trực tuyến và thẻ thanh toán thường xuyên sử dụng của anh ta đã được chuyển. Qua kiểm tra xác minh từ cơ quan chức năng, Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam khẳng định thông tin trên là thông tin giả mạo. VAFC khuyến cáo người dân và cộng đồng mạng không chia sẻ thông tin giả nêu trên. Khi có yêu cầu hỗ trợ liên quan đến dịch bệnh, hãy gọi ngay cho đường dây nóng của chính quyền địa phương, ngành y tế, công an và lực lượng chức năng khác. Vụ việc sẽ được chuyển cơ quan chức năng để xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Dù đang trong thời gian giãn cách xã hội, nhưng một quán karaoke ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An vẫn mở cửa đón khách. Khi biết có công an đến kiểm tra, chủ quán đã mở cửa cho khách trốn vào phòng ngủ của mình. Sáng nay, thông tin từ Ủy ban Nhân dân Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, đơn vị đã ký quyết định xử phạt ông Hồ Hữu Tâm, sinh năm 1979, chú xóm 4 xã Quỳnh Lương, chủ quán karaoke Anh và Em Pro, trên địa chỉ xóm 3 xã Quỳnh Yên, 20 triệu đồng. Ông Tâm bị xử phạt về hành vi không tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch theo quy định. Ngoài ra, 7 người gồm một quản lý điều hành quán là Trần Văn Hùng, sinh năm 1990, chú xóm 5, xã Quỳnh Lương và 6 khách hát tại quán karaoke cũng bị xử phạt 15 triệu đồng một người về hành vi không thực hiện áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, tổng số tiền mà chủ quán karaoke và khách phải nộp là 125 triệu đồng. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Đại diện công an thị xã Đông Hòa tỉnh Phú Yên vừa cho biết, đơn vị này đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 11 người, mỗi trường hợp là 7,5 triệu đồng. Cụ thể, trước đó tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên thiết lập trên quốc lộ 1 thuộc xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa, lực lượng chức năng phát hiện hai xe ô tô chở chui 11 người dân Phú Yên từ Đồng Nai và Bình Dương về quê. Số 11 người về chui từ vùng dịch đã có hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, theo yêu cầu của cơ quan chức năng, tổ chức có thẩm quyền, được quy định tại khoản 2, điều 14, Nghị định 117 của Chính phủ. Đáng nói trong số 11 người kể trên, sau khi phát hiện có một trường hợp dương tính, người này đã được đưa về Bệnh viện Giã chiến thị xã Đông Hòa. Với 10 trường hợp còn lại đã xác định có 4 người ở huyện Tuy An, 3 người ở huyện Phú Hòa, 2 người ở huyện Sông Hinh và 1 người ở huyện Tây Hòa. Công an Phú Yên đã trao đổi với Sở Lao động Thương binh Xã hội, thông báo cho Ủy ban Nhân dân các địa phương liên quan tiếp nhận. Qua khai báo các trường hợp này, đi trên hai ô tô, lái xe dọc đường, rồi quay đầu, Lực lượng công an đã phối hợp lấy lời khai từ người ngồi trên xe để nắm thông tin xác định phương tiện, lái xe tổ chức vận chuyển người trái phép. Công an thị xã Đông Hòa đã điều tra xác minh đây là trường hợp vận chuyển hành khách chui từ vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về Phú Yên trái quy định về phòng chống dịch COVID-19. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Bộ Công an cho biết mới đây, Hội đồng Tư vấn Đặc xá đã họp xét duyệt và thống nhất đề nghị Chủ tịch nước đặc xá cho hơn 3.000 phạm nhân trong đợt đặc xá năm 2021. Đây là số phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam thuộc bộ công an và trại tạm giam cơ quan thi hành án hình sự, công an cấp huyện thuộc công an cấp tỉnh. Điều đặc biệt của đợt đặc xá năm nay, đó là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với những diễn biến còn đang rất phức tạp. Do vậy, Bộ Công an đã ban hành phương án tổ chức tha phạm nhân trên cơ sở thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Với phương châm không để dịch bệnh lây lan vào các cơ sở giam giữ, không để phạm nhân được đặc xá không về được nơi cư trú hoặc vi phạm các quy định phòng chống dịch hoặc không có nơi cư trú. Theo lãnh đạo Bộ Công an, đợt đặc xá năm 2021 có rất nhiều điểm mới so với các lần đặc xá trước đây. Điển hình là thời gian từ khi có chủ trương cho đến khi có quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá và đến thời điểm công bố quyết định đặc xá là rất ngắn. Đây cũng là lần đầu tiên thực hiện đặc xá theo luật đặc xá năm 2018. Đợt đặc xá lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là tình hình dịch bệnh tại các tỉnh thành phía Nam. <laughs> Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Những người không tuân thủ quy định phòng chống dịch sẽ bị camera flycam ghi lại hình ảnh làm cơ sở để cơ quan chức năng xử lý. Hôm nay các đơn vị công an quân đội ở thành phố Đà Nẵng đã sử dụng nhiều flycam thực hiện các chuyến bay giám sát khu vực trung tâm nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch để xử lý. Tại khu vực trung tâm quận Hải Châu, flycam được điều khiển bay ở độ cao khoảng 15 đến 30m tùy địa hình. Nhiều tổ dân phố cũng sử dụng camera an ninh để giám sát, quản lý người dân, thực hiện nghiêm quy định ai ở đâu thì ở đó. Hệ thống camera và flycam sẽ ghi lại cảnh người dân ra khỏi nhà, tụ tập ăn nhậu để làm bằng chứng cho cơ quan chức năng xử lý. Tổ trưởng tổ dân phố 23 phường Nam Dương quận Hải Châu cho biết, việc sử dụng flycam và camera vào giám sát khiến người dân ý thức hơn trong việc phòng chống dịch. Nhiều người dân biết mình ở khu vực có camera nên không dám ra đường tụ tập nói chuyện ăn nhậu. Những ngày qua đà nẵng liên tục ghi nhận hàng chục ca mắc mới tại cộng đồng, đáng nói số ca mắc mới tập trung ở các con hẻm nhỏ rất khó kiểm soát. Nhiều người dân vẫn còn chủ quan không mang khẩu trang ra đứng ở kiệt, hẻm nói chuyện, thậm chí là ăn nhậu. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố diễn ra vào chiều qua, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, chỉ đạo các quận huyện kiểm tra, giả soát lại toàn bộ các camera đã lắp đặt tại các khu dân cư, xem cơ chế hoạt động như thế nào, nếu hỏng thì thay cái mới và tìm vị trí lắp đặt có thể quan sát tốt nhất. Người đứng đầu thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu lực lượng công an, quân đội sử dụng flycam để giám sát việc người dân thực hiện quy định phòng chống dịch.